khi mà leo lên tới cái đỉnh núi cao tới mấy ngàn mét này nè, mình thấy cảm thấy có một cái cảm nghiệm gì giống như một cái sự sắp xếp mà Thiên Chúa đã ban cho. Giống như hồi xưa ông Thánh Francisco này, ông lên tới ngọn núi này để tu hành cũng phải được có ơn trên, bà con. Chứ một mình ông sao mà có thể leo lên đây mà tu hành được, trong cái được mang đồ ăn rồi nước uống lên trên này nữa. Nếu mà không có ơn Chúa thì không có làm được cái gì hết ạ. Thế ra cái ngày hôm nay mình được lên trên này thì cũng phải có cái ơn của Chúa nha bà con. Chứ không phải mình có tiền mà muốn đi đâu cũng được đâu. Không phải dễ đâu bà con. Có nhiều người cũng mua rồi cũng trục trặc này kia đi không được. Rồi bệnh tật này kia nữa đâu phải dễ. Thì tất cả mọi cái đó đều phải có sự an bài của Thiên Chúa. Thì mình cũng hy vọng cái đoàn của mình 32 người lên trên này, khi mà trở lại nước Úc thì người ta sẽ được một cái ơn nào đặc biệt của ông Thánh Francisco ban cho. Thì cầu mong mọi người sẽ đạt được nhiều ơn mà ông Thánh Francisco giúp trải nghiệm, cũng như được những cái gì mà ông Thánh Francisco đã được là Thiên Chúa ban cho khi lên trên này tu hành. Ok, đã bắt đầu cuộc hành trình mới. Tại mỗi một nơi có một cái địa điểm khác, có một cái trải nghiệm khác nhau đó. Tôi coi gì ha, mình dừng lại một chỗ lâu quá thì những địa điểm khác mình không biết được. Cho nên cảm ơn Chúa đã ban cho đoàn 32 người chúng con lên tới ngọn núi này, được cái trải nghiệm cái vất vả khi mà leo núi như thế nào. Nhưng mà cái leo núi chỉ có chút xíu thôi. Mà hồi xưa ông Thánh Francisco ông đi từ mãi dưới cái thôn làng mà lên như này, quả là tuyệt vời.